ăn đi con. Dạ con mở mũi chưa ăn. Dạ con hứa lại hứa với con nè. Con lớn hơn năm nè. Mình chào ông bà cô chú. Là hôm hứa với Tâm là cho ăn trắng miệng là thanh long đó. Bữa nay đi học về là đầu liền luôn. Ngon không? Dạ ngon. Thanh long. Có ngon như ở trường không? Dạ ngon. Cái này chua hơn ở trường nè. Sao? Cái này chua hơn ở trường. Chua hơn ở trường à? Ở trường thì ngon luôn. Con được ăn cái gì nữa? Con lớn rồi con chỉ cầm cái này. Đi học về thưa chưa? Con chấm điểm. Con chấm điểm ở trường luôn. Nhưng con thích trường hơn. Con cho con học với bé nữa. Lớp lớp gì? Lớp ba. Lớp lớp ba luôn hả? Học anh lớp ba. Học tiếng Anh nữa đó. Học tiếng Anh luôn. Dạ. Nay vô lớp ai dạy con tiếng Anh? À, cô biết cô đó không Tâm nhỉ? Ăn hết không? Hai đứa ăn hết không? Cái dĩa này là một trái nè. Trái mà hai đứa ngồi ăn nãy giờ nè. Mà chê nữa, ra mua cho ăn mà còn chê nữa. Lâm mẹ hôi chê. Tâm chị chê mà. Đúng rồi. Tâm chị chê hôi chua hơn ở trường. Đúng rồi. Ngon. Qua bán mẹ quá. Thanh Long mà ăn nhiệt tình luôn vậy đó. Ủa con Quỳnh chạy mũi. Con Quỳnh như mũi chứ mấy hộp gì không? Ừ đúng rồi, thưa đi con, thưa đi hai đứa. Đúng rồi chứ mấy hộp dài. Ngoan quá. Ăn nè, cái môi đâu Tâm chị, Tâm chị. Đó tươi rồi. Cái nào mà hết rồi, hai đứa ăn hết luôn không? Hết. Cha không khổ không? Không, cha nhường cho hai đứa ăn. Rồi cha mua tiếp cho con nha. Ăn mai hết cho được. Mua tiếp cho con nha. Rồi mai cho mua tiếp cho con nữa. Hứa nha. Rồi. Một khi đã hứa với Tâm thì không bao giờ quên được. Vui không? Bữa nay đi học vui không con? Vui vui. Chào. Chào con. Dạ, muốn học tiếng Anh quá. Không muốn học tiếng Anh quá hả? Dạ. Con vừa học trong điện thoại rồi con vô lớp con học nữa mà muốn học nữa sao? Con muốn học nữa rồi cha. Rồi con thuộc được cái câu nào rồi? Thuộc được chữ gì rồi? Đâu có chữ rồi, không có học chữ. Không có học chữ hả? Học chữ là học bài á. Rồi học cái gì bữa nay con học được cái gì? Hello gì? Hello gì? Hello không gì à? Rồi hôm nay con học trên điện thoại con học được bao nhiêu rồi? 3 tiếng rồi. Xong rồi. Xong chân chữ hả? Xong cái gì nè. Đơn giản với Tâm thôi. Chiều con trái Thanh Long hai chị em thì xong rồi. Ủa? Ngon. Rồi hết rồi con, mai cho mua nữa nha. Thiệt á? Thiệt, cha hứa mà. Xong rồi cha, để cha đi rửa nè. Cha đi rửa. Bên nội thất thủ rồi đó mà chú. Bây giờ về bển coi có sao không? Coi có nước có ngập dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ đi về nội nha. Dạ. Kiến này để nó con mẹ mà con chú. Nói ông bà con chú, kiến đó là kiến con đi để dành đi ban tiên. Kiến nó con để
hồi hộp quá. Rồi. Trên đường đi về nậu thì thấy cái đi ngang chỗ này thấy mát quá, ghé chơi. Cho Tâm đứng ngắm cảnh nha. Ôi ôi, nước ngập bên mông hết trơn luôn. Đẹp không? Đẹp. Quá đẹp luôn. Hả? Đụng nước đi. Không được, nước sâu lắm. Ok. Sao như mấy con đụng đây? Còn cái bạn chậm đụng mình ta. Thôi ông mấy con. Rất chết rồi. Ừ. Đó ông bà con chú ơi, buổi chiều này mát lắm luôn. Buổi chiều ơi, buổi chiều này mát lắm luôn. Anh nhà bà con chú ơi, tới nhìn mấy con nè. Còn gì nữa đâu mà không với nhau. Quá rồi. Ngập hết trơn rồi, vô trong nhà nữa nè, vô trong nhà nè Tâm ơi. Trong nhà nó nước gì đâu. Hồi trước á, lúc là chưa đi chưa đi Bình Dương á, là cũng có y chang vậy, có cái cảnh là Tâm đứng trong dòng nước. Dạ. Yeah. Ờ, Tâm ơi, Tâm ơi. Ờ, mang vết vô, mang vết vô, đi ra xanh nè con. Mang vết vô, đi ra ngoài này nè, cho nó khô. Để lên. Không được rồi. Tâm về đây gặp nước cái này là Tâm mê dữ lắm luôn. Mê quá chị mê á. Mê quá chị mê. Không được, đi ngoài này, con ơi. Rồi, mang vết vô, đi ra ngoài này nè con, đi ra sân nè. Đi. Mang vết vô chơi. Ờ, ra sân chơi. Thôi, đi ra sân. Đừng ở trong đây nhập hơn. Đây là cái gì vậy? Cái này đâu? Cái gì vậy? Cái vỏ dừa. Thôi chạy, đi ra sân. Đi ra sân. Dọc nữa là cha về liền luôn á. Qua đây nè, qua mà thiếm chơi. Qua thiếm chơi. Đậm nước nữa rồi. Một biển nước luôn. Tâm ơi, cha đi rồi nè. Tâm ơi. Chết, đại răng. Đại răng. Vừa đi ngang phát hiện nè, nước ngập cá lên rồi nè. Đâu? Cái gì? Cái này nè, cá nè. Con có cua nè, con nè. Cá nè, cá nè, cá nè, cá nè, cá nè. Cá thả nó xuống, con mất ơi. Cái mất hồi mất tiêu bây giờ, hồi nó chạy xuống sông, nó mất tiêu nè. Chạy vô trong này nè, để hỏi mất tiêu con cá nè. Ơi, cá đồng nè. Dạ, con cầm đây. Nước ngập cá lên tới, vô tới nhà luôn á. Dạ, con cầm đây. Không được, con cầm đây. Rồi, đây nè.
Ờ, tâm tâm chị dám bắt con cá luôn rồi kìa. Dạ em mà bắt cái gì? Con cá này đúng rồi. Bữa nay rồi bữa nào lên lên ngay cái bữa con Tâm qua à. Vô đây để khô là nó bị ngợp. Ngợp thở hả? Ừ. Ở đây còn nước nè. Đúng rồi, hiểu lên còn nước nè. Ừ. Cho nó xuống. Nó bò lên tới đó luôn đó. Nó bò lên tới đó luôn đó. Nước ngập cái dưới sông lên quá à. Con cá. Đi ngang cái thấy nó quậy bò lên mới thấy đó. Ê, con cá. Con cá cầm nhé. Cầm lên lên cho chú thấy. Đi con cá. Đi con bò cầm đi cái chim. Đi con cá hả? Nó nhảy rồi. Nhảy. Nhảy. Cái gì bắt con cá không rồi. Thôi xong rồi gái ơi, đi về con ơi. Con à, muốn chơi chó. Bắt bắt cá rồi đem về mai nấu cháo ăn. Lâu lâu cho dọc nước bữa luôn. Để đây nè, để đây. Ê, ra đây là mất tiêu luôn. Có không có đủ đủ ông chú rồi bắt cá rồi đủ ông chú rồi bắt cá rồi rồi thôi rồi thôi rồi thôi rồi thôi rồi thôi rồi cho bắt cá vô cá vô cá vô cá vô cá vô cá vô cho bắt cá vô rồi nè. Thôi đúng chính xác rồi. Chính xác cái độ. Cá cha rộng nó rồi. Cha rộng cá rồi. Dép đâu? Đủ chưa? Đủ dép chưa? Đâu? Quá rồi, quá rồi. Rồi chạy vô nữa. Để lên. Y chang cái video hồi nhỏ luôn. Hồi nhỏ mà gặp nước kiểu này nè. Không có con gái đời không nể. Cá đâu rồi? Cá cá cha rộng rồi. Cá rộng nó mới chết nè. Không. Đâu con rồi, rửa tay rửa chân nè, vô rửa tay rửa chân nè. Cá rộng ở đâu? Rửa tay. Cá rộng ở đâu? Không phải làm đâu à. Rồi cái này là hết dép về đây nữa rồi. Hết dép về đây rồi. Hai con trâu. Đứng dậy. Rồi nè, tâm chị nghe là cha ơi. Rồi đứng dậy thôi. Đúng không? Đúng không? Rồi đi về tâm em ơi. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Rồi nấu cho về. Nấu cái gì vậy? Hả? Tâm chị nấu cái gì vậy? Phải mưa ngập. Rồi cho quậy chút xíu rồi bây giờ đi về đó bà cô chú ơi. Ai mà cô chú yêu quý cho tâm.
Bye ông bà cô chú. Con quậy tới giờ đã rồi. Thôi con về đây. Con về đây. Tạm biệt ông bà cô chú yêu. Tạm biệt ông bà cô chú yêu quý. Rồi bye.